Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Trọng Binh, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu năm 2021 tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3. Dự kiểm tra có đồng chí Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát Biển, đồng chí Đại tá Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát Biển. Năm 2021, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, các chỉ thị, mệnh lệnh, quy định của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình vùng biển, địa bàn đơn vị quản lý, duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp theo quy định, chủ động đổi mới và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho bộ đội, làm tốt công tác tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền phổ biến pháp luật, luật cảnh sát biển, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố, trao tặng 2.100 suất quà, làm tốt công tác duy trì thực thi pháp luật trên biển, công tác tìm kiếm cứu nạn. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, với tinh thần chống dịch như chống giặc, đơn vị đã điều động 4 lượt tàu phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ chống nhập cảnh trái phép bằng đường biển để trốn tránh cách ly y tế. Điều động 3 xe cứu thương cùng 3 kíp y bác sĩ và 13 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phát biểu kết luận, Trung tướng Nguyễn Trọng Binh, trưởng đoàn công tác đã ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 trong năm 2021. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh công tác sẵn sàng chiến đấu, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật, nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, chống nhập cảnh trái phép bằng đường biển, tăng cường đổi mới công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ cũng như nhân dân, ngư dân. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các lực lượng chức năng trong thực hiện các nhiệm vụ trên biển để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.